mô hình 3 kèm 1 của trung tâm ALEKS thì đã có thể giúp các em rất là nhiều, khi mà họ cũng nắm bắt được tâm sinh lý của các em học sinh, đặc biệt là lứa tuổi teen, là lứa tuổi thay đổi tâm lý rất là nhiều. Và cái việc mà họ hiểu biết như vậy thì họ cũng có thể tìm ra những cái hướng học tập tốt nhất, đưa ra những bài tập thú vị, những bài tập mà các em có thể tìm thấy chính bản thân mình trong đó để các em có thể vận dụng và học hành tốt nhất.